và chào mừng tất cả mọi người lại tiếp tục quay trở lại với lại channel của mình ở trong ngày hôm nay. Và vẫn là mình đây các bạn ơi, mình chính là KSD đây. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ok các bạn ơi, thì ở tập trước đó hả là mình đã đi vào thế giới địa ngục các bạn. Và dĩ nhiên á hả là mình đã bị lạc sau khi á hả mình đã tìm được lâu đài địa ngục các bạn ơi. Nhưng mà có một vấn đề cực kỳ quan trọng là các bạn, đúng rồi đó, là sau khi mình bị lạc đó các bạn ơi, mình đã tốn gần một phải gọi là 1-2 tiếng đồng hồ các bạn để mình hả cuối cùng cũng đã tìm được đường quay trở về lại cái cổng địa ngục cũ của mình các bạn ơi. Tìm mệt thiệt sự luôn đó nha, rất là mệt các bạn ơi. Mình đã phải đi khai thác và là mình khai hoang các bạn, đi nguyên đường thẳng các bạn ơi, rất là mệt mỏi đúng rồi đó. Thôi kệ bạn ơi, bây giờ đó nha là mình sẽ bắt đầu quay trở về lại cái ngôi làng của mình và mình sẽ chuẩn bị một vài thứ đặc biệt các bạn ơi, để lát nữa đó nha mình có thể bắt đầu hả đi qua lại thế giới địa ngục các bạn ơi, để mình có thể tiến tới chỗ lâu đài địa ngục cho các bạn. Rồi bây giờ để mình có thể bắt đầu, bây giờ mình sẽ đi vào cái cổng địa ngục các bạn ơi. Vào thôi nào, vào thôi, vào thôi, vào thôi. Rồi ok, vậy là mình đã vào lại được cổng địa ngục các bạn ơi. Rồi bây giờ các bạn ơi, trước khi hả chúng ta bắt đầu video các bạn ơi, nếu các bạn là người mới tới kênh của mình lần đầu tiên, đừng quên hãy cho mình một nút đăng ký cũng như là một lượt like và một lượt chia sẻ nha. Rồi bây giờ mình sẽ đào các bạn ơi, đào miếng sắt các bạn thấy không, mình ở địa ngục các bạn ơi, ở riết đó nha bạn thấy không, cái cúp sắt mình các bạn thấy không, gần hư các bạn ơi, gần bể luôn rồi đó, sắp bể các bạn, bể bây giờ liền các bạn ơi, đó chuẩn bị bể đây các bạn, bể cái bụp này nha. Ôi chưa bể luôn kìa, trâu vậy. Ủa các bạn ơi, rồi bể các bạn ơi, thế là cúp sắt của mình đã lên đường tìm đường cứu nước các bạn, khổ quá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu quay trở về lại cái chỗ làng của mình các bạn ơi. Thì mình nhớ làng của mình quá các bạn, thiệt sự như vậy á. Làng ơi, làng của tôi nhớ làng tôi lắm rồi. Tôi không muốn hả ở dưới địa ngục chơi thêm tí nào ở đâu. Dưới địa ngục chán lắm, ghê lắm, sợ lắm. Làng ơi, tôi yêu làng của tôi, I love my làng. Ok, ok, ok. Thôi các bạn thấy không, ở đây nè các bạn ơi, mình còn dư hả tới tận vài cục netherrack không các bạn. Rồi, thì bây giờ hả trước tiên chúng ta sẽ làm gì? Bây giờ các bạn ơi, trước tiên hả là mình sẽ bắt đầu á, mình làm một cái gọi là vị trí các bạn ơi, một cái ngôi nhà hay là một cái khu vực dễ thương các bạn, cho bé mèo Neko mình ở các bạn đúng không? À, mình sẽ chế tạo một cái khu vực gọi là rất là dễ thương các bạn ơi, để hả bé mèo Neko của mình có thể ở với mình các bạn. Rồi. Đây bạn thấy không? Đây là chú chó Sven, hay còn gọi là chú chó Sven các bạn ơi, cùng với bé mèo Neko. Ở đây là những cái ruộng lúa của mình. Bây giờ mình sẽ tìm lại từ các bạn ơi. Ở đây mình nhớ mình có hạt giống nè, trong mình cho mấy con gà ăn các bạn ơi, đúng rồi đó. Cuộc đời mình nó đơn giản các bạn ơi, phải cho gà ăn này nọ các bạn, gà ăn rồi bò ăn cái kiểu các bạn ơi, để mình nuôi sống cả nguyên ngôi nhà ngôi làng mình các bạn. Rồi ăn đi mau lớn mấy em, ăn đi mau lớn nha, ăn đi mau lớn, trong thôi là không lớn được đâu, ăn đi mau lớn nào. Còn mấy con cù bạn ơi, con cù bây giờ cũng bự ghê các bạn. Bạn coi nè, bây giờ cù của mình nha, nào là cù trắng, là cù xám, là cù đen các bạn ơi. Bây giờ để mình cho mấy con, mình sẽ gọi là thuật lúa đi, thuật miếng lúa các bạn, xem lúa mình chín chưa, có vẻ như chín chưa nhiều các bạn ơi. Thôi kệ các bạn, mình sẽ là lúa mình chín rất là nhiều các bạn ơi, sau đó là mình sẽ làm sẽ cho bò dạy cụ mình ăn. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo một cái vị trí cho chú mèo Neko ở các bạn. Giờ để mình đi tìm gỗ đã, để mình đi chặt gỗ bạn ơi. Mình sẽ gọi là chế tạo vị trí cho chú mèo Neko, chú mèo ở, mèo Neko bạn ơi. Rồi 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 rồi, ok ok. Sau đó mình sẽ lấy ra những cái này, bán gỗ sồi. Rồi bây giờ mình sẽ lại vị trí chỗ ngôi làng của mình. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đặt cái đường đồi ra. Ôi trời đất ơi, mình bị ngáo đá rồi, tự nhiên đập gương chi vậy trời, mình ngáo các bạn ơi. Đập gương chi vậy, gương mình đã đồ không chổng mà, đá cùi bản sâu. Châu ơi, bị ngáo rồi, để đỏ thảm lên xám rồi cái đường này các bạn ơi, mình đã rương lại mới được. Rương của mình đây nè, sẽ là thêm cái rương nữa bạn ơi, cần hai cái rương lồ lận. Rồi hai rương đồ luôn. Cái gì vậy? Ôi đâu ra con này vậy, đâu ra quyền con, đâu ra quyền con hay mai vậy, được nữa cái rồi. Trời đất ơi, khổ ghê luôn á. Rồi bây giờ để mình cất đồ vô các bạn ơi, cất đồ vô coi, tự nhiên đâu ra quyền con thay mai vậy? Trời khổ ghê luôn á, cất bắt đồ vô trong thôi, bắt đồ mệt nguy hiểm lắm. Rồi ok,
bắt đầu các bạn. Rồi rồi, ở đây nữa, đây còn rất là nhiều đồ. Rồi ok, bây giờ ở đây là mình sẽ bắt đầu mình để một cái gì giờ ta. Rồi các bạn ơi, để đây như thế này, sau đó mình sẽ lấy cái này làm cái thang, còn thang gỗ sồi để như thế này, chúng ta đúng không nhỉ? Từ từ các bạn ơi, để mình nhớ lại đây các bạn, phải không ta? Mình thấy nó hơi kỳ kỳ các bạn ơi, mà theo như mình nhớ là như vậy các bạn. Đúng không nhỉ? Các bạn ơi, cho đúng đi các bạn, nghe đúng rồi các bạn ơi. Bây giờ sẽ làm cửa sập. Cửa sập thì mình cũng cần thêm gỗ để mình đi chặt gỗ bạn. Giờ mình làm cửa sập gỗ sồi. Ở đây có mấy cái cây nè, mình chặt mấy cây các bạn ơi, cho rụng lá bớt. Đúng rồi, mình không cần cái cây này nhiều đâu các bạn ơi. Đập bớt cho rụng lá bạn, chứ để ở đây lá nhiều quá không có hay ho. Ở đây cũng vậy nè, chặt cây luôn các bạn ơi. Mình sẽ khai hoang toàn bộ vị trí làng của mình luôn các bạn. Làng của mình bây giờ sẽ là easy game luôn, bự là bự nha. Rồi ở đây chế tạo tiếp nào. Bây giờ làm cửa sập gỗ sồi. Mình sẽ làm tầm 6 cái, sau đó mình sẽ như thế này. Ở đây nè các bạn ơi. Bùm. 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 Ôi da. Trời đất ơi, khổ quá. Cái đi lại ngáo rồi. Ông kia nội cái đi này ngáo quá. Rồi. Rồi ok. Bùm. Bùm. Ok. Mình bị thiếu bạn ơi, thiếu 2 cái nữa. Rồi đủ rồi nè các bạn. Đủ rồi đó nha. Rồi ok ở đây nè. Xong. Rồi bây giờ ở đây thì mình sẽ gọi là mình sẽ treo ở đây là một cái đèn các bạn ơi, một cái đèn. Thì cái đèn này thì mình sẽ cần phải làm từ cái gậy cái bảng với ta, cái bảng đúng chứ. Thì mình cần cái bảng chứ các bạn ơi, cái bảng thì mình sẽ làm như này nè các bạn. Đây các bạn làm như này nè, cái này cái bảng, cái biển. Sau đó làm một cái hàng rào. Hàng rào thì mình sẽ cần như thế này. Cần như thế này các bạn ơi. Đây cái làm hàng rào. Đó, hàng rào easy game luôn. Rồi sau đó mình sẽ để đây như thế này. Rồi ở đây mình sẽ làm thêm một cái phiến gỗ sồi. Đây cái phiến gỗ sồi. Đó đây sẽ là vị trí nhà cho bé mèo Neko mình ở. Rồi ở đây như thế này. Ơi từ từ xong. Cái này mình sẽ kiểu như là một cái đèn các bạn ơi, một cái đèn các bạn. Rồi thêm một cái nữa ha. Chứ một cái này chưa đủ. Bây giờ mình sẽ ôi trời đất bị thiếu gỗ rồi. Có xem còn gỗ không, dư gỗ không vậy, hết gỗ bạn ơi. Để mình đi đi sửa rồi mình đi kiếm gỗ mình chặt tiếp coi. Khai hoang vị trí này tiếp các bạn ơi. Khai hoang càng nhiều gỗ càng tốt. Rồi chặt gỗ đây tiếp các bạn. Bây giờ là nói chung á là cái chỗ ngột vị trí ngôi làng của mình đó các bạn ơi, là mình đang càng ngày càng mở rộng nó ra. Cho nên á là mai mốt các bạn mà sẽ gọi là rủ tất cả các bạn mà đang coi video của mình đó nha, vô đây gọi là chơi chung với mình các bạn ơi. Đúng rồi đó, hãy chơi cùng mình nha các bạn, chơi cùng mình cho nó vui. Rồi bây giờ mình sẽ như thế này. Ok, cái biển như thế này rồi. Đủ rồi các bạn ơi. Mà bạn biết các bạn ơi, bây giờ hả, vấn đề quan trọng nhất nha là làm sao mình có thể dụ cái bé mèo Neko lên đây ngồi được các bạn. Rồi mình thử rồi. Rồi bé mèo Neko ơi. Bé mèo Neko giờ thì đi anh đó, bé mèo Neko ơi. Lên cái đường đồn ngồi rồi bé mèo Neko. Bé mèo Neko đâu rồi? Bé mèo Neko ơi. Bé mèo Neko lên đường đồn ngồi rồi bé mèo Neko. Ủa bé mèo Neko đi đâu vậy bé mèo Neko ơi? Alo. Lên cái đường đồn ngồi nè. Lên cái đường đồn ngồi rồi bé mèo Neko ơi. Lên cái đường đồn ngồi nè. Ngồi cái đường đồn nè. Ngồi cái đường đồn vui hơn. Alo. Trời các bạn ơi. Bé mèo Neko này bây giờ nghe lời con chú chó Sven đi các bạn ơi. Bây giờ hai đứa lì y như nhau các bạn. Lên chỗ cái đường ngồi này, cái đường đồ ngồi nè. Lên cái đường đồ ngồi nè ông nội ơi, alo. Cái đường đồ nè. Lên cái đường đồ ngồi. Lên nè này lên đây nè, mẹ. Ừ mẹ mẹ mẹ. Ừ. Lên cái đường đồ ngồi nè, cái đường đồ nè, lên đây. Lên đây. Đẩy lên các bạn ơi. Đẩy lên. Rồi ok các bạn ơi, đó. Vậy là em mèo Neko của mình đã ngồi lên cái đường đồ các bạn ơi. Cuối cùng cũng thành công rồi các bạn. Đó. Đây sẽ là vị trí cái chỗ ngôi nhà ở cho chú mèo Neko của mình. Và mình nghĩ là sẽ không 90 đâu các bạn. Bởi vì ở đây là mình đã có một cái kiểu như một cái ô các bạn ơi. Không 90 đâu, không sao đó. Rồi ok. Còn em chó Sven này bây giờ mình chuyển vị trí các bạn ơi. Cho nó ngồi trước nhà đi các bạn. Không chịu cho kia ngồi, cho ngồi trước nhà đi. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chuyển sang tiết mục tiếp theo. Là bây giờ mình sẽ bắt đầu mình lên trên nhà của mình. Mình sẽ phải đi kiếm lại cái chỗ cái cúp kim cương mình đã từng để đâu rồi các bạn. À, có vẻ như là cúp kim cương các bạn ơi, mình để ở dưới. Từ từ đi. Để mình lấy cái xô các bạn.
lỡ như đang ở xuống dưới kia mình kiếm được con kỳ dông rồi sao? Mình sẽ bắt được con kỳ dông, mình sẽ làm thêm. Mà như cái chỗ này mình còn chưa lắp lại đúng không ta? Nhưng mà các bạn ơi, mình chưa hề lắp lại. Giờ để tiện sẵn rồi mình lắp luôn, mình sẽ lắp lại luôn cái chỗ cái vị trí của cái hồ kỳ dông của mình các bạn. Gỗ còn dư không ta? Dư quá trời luôn nè. Cho mình tiện thể mình lắp lại luôn các bạn ơi, chứ không thôi không lắp lại là không được các bạn. Không lắp lại là không có cái chỗ nào cho con kỳ dông nó sẽ chui ra ngoài các bạn ơi. Bây giờ mình để mình lên này đi, lên như này đi. Giờ tiện thể là hôm nay mình sẽ lắp lại hết mọi thứ các bạn. Rồi, giờ lắp lại nè. Lắp lại để trời mưa khỏi vô các bạn ơi. Mình cũng rất là sợ trời mưa. Mình nghĩ là trời mưa rồi hả, mấy bé kỳ dông của mình các bạn ơi chịu mưa không được các bạn, rất là khổ. Mình sẽ để như thế này. Đó. Rồi ở đây các bạn ơi, mình sẽ làm một cái cửa sập các bạn. Tại vì sao? Mình làm cửa sập á để mình có thể gọi là mình có thể mở được cái cửa ra đó các bạn ơi, thì mình sẽ cho mấy bé kỳ dông tiếp theo vô trong cái hồ mình được các bạn. Đúng rồi đó. Rồi giờ để mình tiếp tục nào. Hôm nay là chủ yếu là mình sẽ làm mấy cái nhiệm vụ thôi các bạn ơi, không có làm gì nhiều đâu. Rồi, nhảy vô. Tôi vừa làm gì vậy trời? Tôi vừa nhảy cái pha ngáo đá vậy trời ơi. Tôi vừa làm gì vậy? Tôi vừa không hiểu luôn á. Các bạn thấy không các bạn ơi, bây giờ nha các bạn, cái chỗ vị trí làng của mình đó các bạn ơi, nó có rất là nhiều thứ hay ho các bạn ơi. Nào hả, là kỳ dông cũng có nè, rồi chó sói cũng có nè, thú cưng cũng có, rồi mèo cũng có các bạn ơi, bạn thấy không? Nãy giờ mình nghe tiếng mèo quá trời luôn các bạn ơi. Giờ mình cất bớt mấy này vô đi đã. Rồi ok. Rồi các bạn ơi, cuốc chim kim cương. Sau đó mình sẽ đi ngủ một giấc. Mình sẽ đi ngủ một giấc các bạn ơi. Bởi vì sao? Mình đi ngủ các bạn để mình có thể gọi là mình sau đó mình có thể xuống cái chỗ địa ngục các bạn ơi, mình sẽ đi đào. À không, xuống cái chỗ cái hang của mình đó các bạn. Chứ cái chỗ mà ở phía dưới lòng đất đó các bạn ơi. Mình có thể đi đào hắc điện thoại các bạn ơi, để mình có thể đi qua được cái chỗ vị trí lâu đài địa ngục đó các bạn, mình không sợ bị lạc đường nữa. Rồi bây giờ bắt đầu đây nào, mình sẽ bắt đầu quay chia về lại cái chỗ cái hang của mình các bạn ơi. Ok, có vẻ như hả các bạn nói đúng đó nha, những bé mèo hả có khả năng đủ Ripper đi được các bạn ơi. Đúng rồi đó. Từ hôm bữa đến giờ mình không thấy con Ripper luôn. Bây giờ để mình xuống dưới cái hang này lại. Rồi bắt đầu hãy đi đào hắc diện thạch các bạn ơi. Mình đang có cuốc chim kim cương hiệu suất 1, khá là sida các bạn, mà thôi kệ lỡ rồi, không có cách nào khác hết á. Rồi cuốc chim kim cương hiệu suất 1, bây giờ phải đi tìm hắc diện thạch nè các bạn ơi, phải đi tìm hắc diện thạch đi. Ở đây mình đã có sắt rồi nè các bạn, hồi sắt đây rồi, làm theo cái từ từ để mình làm cái xô các bạn ơi. Lỡ nhưng biết đâu bắt được một vài bé kỳ dông rồi sao. Làm thêm tầm 2 cái xô đây các bạn, 2 cái xô để đi bắt kỳ dông các bạn ơi. Bắt kỳ dông trong cái tình huống mình đi đào hắc diện thạch các bạn. Đúng rồi đó. Hy vọng là mình sẽ tìm được một vài bé kỳ dông. Hy vọng như vậy các bạn ơi. Rồi ok, xuống cái hang này nào. Có kỳ dông không vậy? Kỳ dông ơi, có kỳ dông không? Hình như ở đây không có kỳ dông các bạn ơi. Ơ này phải kỳ dông không vậy? Phải kỳ dông không vậy? À không phải bạn ơi, con zombie các bạn, con zombie. Thôi zombie vô đây làm gì nữa? Zombie làm gì? Zombie tính làm gì? Tính làm gì zombie? Zombie nè. Ơ mình từ các bạn ơi. Mình vừa nhận ra các bạn là mình hết thai các bạn ơi. Không có đuốc các bạn ơi. Nó tối thui y như mực vậy các bạn. Ừ. Mình vừa nhận ra điều đó luôn á. Rồi, ok. Xong. Bây giờ mình hết gỗ bạn ơi. À đuốc mình nè. Chắc mình lụm đỡ một cái mình rồi mình đi lụm đỡ một cái các bạn ơi, chứ bây giờ cũng hết đuốc rồi các bạn. Lụm đỡ một cái xài đỡ rồi các bạn ơi. Hết đuốc rồi, thông cảm nha các bạn ơi. Lụm đỡ cái đuốc xài các bạn. Rồi bây giờ đi tìm con kỳ dông và tìm hắc diện thạch các bạn ơi. Để chúng ta đi đào. Quanh đây có hắc diện thạch không ta? Hy vọng là có. Mình vẫn hy vọng là quanh đây sẽ có thật là nhiều hắc diện thạch các bạn ơi. Đúng rồi đó, mình hy vọng như vậy. Ở đây thì mình thấy sẽ có rất là nhiều những quái vật nha, có đùa. Ở đây quái vật hơi bị nhiều quá. Không hồi lần trước hả, mình đã từng xém chết ở đây các bạn ơi, vì mình bị những con quái vật nó bập chưa gần chết đó các bạn. Ok, ở đây mình thấy là thấy có rất là nhiều những cục hắc diện thạch cực kỳ đẹp các bạn ơi, để mình đào. Trước tiên hả là mình cần tìm chỗ khu vực nước các bạn ơi, để mình lấy nước ra cho nó đỡ kia chứ khó quá. Ôi trời ơi, ba zombie luôn. Chết rồi, mình bị kẹt các bạn ơi, mình bị kẹt rồi. Không sao, mình đó
mình đã thoát khỏi chỗ vòng vây của gắn con zombie thối. Ôi, khoai tây các bạn ơi, một con zombie đã rơi ra khoai tây các bạn. Vậy là có khả năng, ôi không biết nó sẽ có, không biết là khoai tây có thể dùng để dụ những con heo được không ta. Mình muốn là dùng khoai tây để dụ heo lắm các bạn ơi, đúng rồi đó. Bởi vì hả, chỉ cần có khoai tây dụ heo đó nha, là bây giờ mình sẽ có đầy đủ luôn những con vật ở trong Minecraft các bạn ơi. Heo nè, bò, gà nè, cừu nè các bạn, đó. Và mình sẽ full luôn các bạn ơi. Mình sẽ không có chết đói đó các bạn, mình sẽ cực kỳ gọi là cháu bò. Bây giờ mình sẽ ráng đào cho xong cái đống gọi là hắc diện thành này các bạn. Chứ mà đó, chứ nếu như mình không đào là mình sẽ không thể tài nào biết được cái đường mình đi ra đi vô đâu các bạn ơi. Khổ đau cuộc tình em này lắm. Rồi đào thôi nè, phải đào thôi nè. Không đào là không được đâu nha két. Đi ơi, phải đào. Đào liên tục, phải liên tục đào. Ôi trời đất ơi. Đào hoài, đào mãi nhưng không thấy hết hắc diện thạch. Sao mà lâu thế? Ok, bây giờ mình sẽ vừa đào mình vừa nhảy các bạn ơi. Mình sẽ vừa đào mình vừa nhảy hip hop đó. Nhảy catwalk, nhảy seawalk các bạn ơi, nhảy bbwalk các bạn. Rồi ok. Úi giời đất ơi. Cái đó hắc thành này các bạn ơi. Đào hơi bị đã nha các bạn, đào đã tay luôn á. Nãy giờ mình đào mình mỏi tay lắm các bạn ơi, mà thôi kệ bạn, coi dễ bẩn đúng không? Ok, mình đã có được 9 cục hắc diện thạch rồi các bạn ơi. Mục tiêu của mình đó nha là mình sẽ đào được 16 cục các bạn ơi. Rồi 10 cục nè, chúng ta vẫn còn 6 cục nữa, nghĩa là một cục đào tầm 10 giây đi các bạn ơi, thì sẽ còn tầm tới 60 giây nữa các bạn. Rồi ok, mình đã đào được gọi là, trời đất ơi, mình đào đá lại dữ vậy ta. Mình đào đá siêu lẹ các bạn ơi, thật sự luôn á. Chắc các bạn nhờ cái gọi là phù phép hiệu suất đó các bạn ơi. Cho nên hay là mình đào phải gọi là cực kỳ lẹ, siêu nhanh, siêu khổng lồ. Rồi ok, thôi kệ các bạn ơi. Phù phép hiệu suất cũng được các bạn, để mình có thể gọi là có khả năng pro hơn các bạn. Hy vọng rằng là mình sẽ có khả năng phù phép được cái phù phép gọi là không thể bị phá hoại các bạn ơi. Kiểu như là đào hoài không bể các bạn, thì nó sẽ hay hơn nhiều. Ok, 14 cục rồi các bạn ơi. Thôi kệ đi, mình nghĩ là tầm 14-15 cục các bạn ơi sẽ thành công, sẽ an toàn rồi đó. Rồi ok, bây giờ tiếp theo mình đi tìm đá lửa. Đá lửa có không ta? Hy vọng có. Đá lửa có không nhỉ? Ok, có đá lửa các bạn ơi. Bây giờ mình đã ok rồi đó. Giờ mình sẽ bắt đầu đi lên và mình sẽ chế tạo cái dụng cụ bánh lửa. Mà được lên đâu vậy? Trời đất ơi, mình lại bị mất trí nhớ rồi. Ok. Đây các bạn ơi, đây là đường lên các bạn. Mình bị mất trí nhớ rồi các bạn ơi. Ôi, và mình đã level 20 các bạn ơi. Nếu như hả mình có thể tìm được nhiều kệ sách hơn đó các bạn, thì mình sẽ có thể phù phép level cao luôn á. Đâu, để mình thử đi phù phép level cao xem như thế nào nha. Mình lên level 20 rồi các bạn ơi. Mình sẽ phù phép level siêu cao luôn. Mình từ. Tại sao đi đường này chỉ lâu dữ vậy ta? Mình có đường kia lẹ hơn mà. Trời đất ơi, đi cái đường này chỉ nó lâu dài, nó lâu la dữ vậy trời. Đường này nè, đi nhanh hơn nhiều. Hãy đi cái đường hả này nè, đây là cái đường hả, đi siêu nhanh siêu tốc độ luôn, easy game luôn đó. Đó rồi ok đó, thấy không, mình đi mình lướt y như ba các bạn ơi. Đúng rồi đó, y như ba luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chế tạo một cái gọi là dụng cụ bánh lửa nha các bạn ơi. Dụng cụ bánh lửa nè, đó ok. Phải là với cái bao nhiêu gear như này các bạn ơi, mình sẽ dễ dàng cho cái việc gọi là có thể đi qua được thế giới địa ngục rồi các bạn ơi. Và bây giờ mình muốn là mình sẽ đi thử phù phép xem là cái cuốc chim kim cương của mình đó nha, nó có khả năng gọi là phù phép được cái gì đó level cao không các bạn. Mình hy vọng thử, xem được không nha. Mình hy vọng các bạn ơi, hy vọng là được các bạn, chứ mình sợ là không được chứ mình khóc luôn các bạn ơi. Thì thử như vậy á, hy vọng là được nha. Đừng có không được nha, không được là tôi buồn luôn á. Đừng không được nha, phải được á chứ đừng không được, tôi buồn lắm á. Thấy không, bạn thấy không các bạn, cái cuốc chim kim cương của mình các bạn ơi, nó sáng lấp lánh các bạn ơi, rất là đẹp, rất là ghiền, siêu ghiền luôn, nha. Rồi qua đây nào. Ok rồi, thử phù phép coi xem có được gì ngon hơn không. Không được giá các bạn ơi, thử cái này coi, chậm hỏng nữa các bạn ơi. Ba ngục ly này luôn nè, trời ơi, chậm hỏng này ngon lắm các bạn ơi. Mình đó hả là mình cực kỳ ghiền chậm hỏng đây các bạn. Chậm hỏng đang bị sướng á nha. Nhưng mà không được, mình không có cái gì ngon. Khổ quá bạn ơi, xui thiệt sự luôn á. Thôi kệ vậy, lỡ rồi. Bây giờ mình nghĩ á là mình sẽ thử
Bây giờ có khoai tây các bạn ơi. Giờ thử đi tìm con heo các bạn. Mình sẽ thử bắt heo về thử xem như được không nha. Không biết là được hay không, hỏi kệ bạn cứ thử nghiệm các bạn ơi. Mình sẽ là người đầu tiên trong Minecraft các bạn thử nghiệm bắt heo bằng khoai tây, chứ không bắt heo bằng cà rốt đâu các bạn ơi. Thử nghiệm các bạn. Mình ngáo các bạn ơi, mình là cái đi ngáo ngơ mà. Thử nghiệm hết, phải thử nghiệm hết, chứ không thử nghiệm không được đâu. Nhưng mà mình nghĩ đó nha, nếu như hả mà mình không bắt heo được bằng khoai tây á, thì mình sẽ có khả năng dùng cái khoai tây này các bạn ơi. Mình sẽ làm ra hạt giống khoai tây. Và mình sẽ trồng được khoai tây đúng các bạn ơi. Quá là hợp lý luôn, quá đẹp trai, quá hợp lý luôn nha. Được á, được á, được á, được á. Nhưng mà hết đồ ăn rồi các bạn ơi. Thôi kệ, hết đồ ăn rồi. Ăn đỡ miếng khô bò rồi các bạn. Đó. Mình sẽ ăn khô bò bây giờ đỡ đói. Rồi, bây giờ bắt đầu di chuyển qua chỗ của mấy con heo nào. Hãy vào chỗ mấy con heo và bắt đầu cho mấy con heo dụ heo coi. Ê heo ơi heo. Ê mấy con heo thúi. Mấy con heo ăn khoai tây không vậy? Heo ơi. Ok bạn ơi, vậy là heo cũng ăn khoai tây nha các bạn. Được lắm, vậy thì hôm nay mình sẽ xây luôn cái chuồng heo các bạn ơi. Vậy là heo cũng ăn khoai tây các bạn ơi. Ngoài cà rốt và ngoài cà rốt ra các bạn, heo cũng ăn khoai tây luôn các bạn ơi. Được rồi nha, được rồi nha. Đây là một khám phá mới biết các bạn ơi. Rồi, bây giờ bắt đầu đi bắt heo về các bạn ơi. Chỉ cần với hai con heo này, mình sẽ hả biến cả khu vực của mình trở thành nguyên một cái hả bậy chỗ gọi là trại gia súc các bạn ơi. Đúng rồi đó, mình sẽ gọi là hả ông chủ vườn điền két đi các bạn ơi. Đúng rồi đó, mình sẽ gọi là ông chủ nông dân, nông dân ông chủ. Rồi bé heo hay nhau không lại đây rồi, đây rồi anh chỉ cần hai bé heo thôi và hai bé heo sẽ mãi mãi là của anh. Bây giờ hãy cùng anh về nhà, chúng ta sẽ cùng nhau gọi là làm một cái chuồng heo cho hai em ở với nhau nha. Từ từ các bạn ơi. Ồ, hình như các bạn ơi là khoai tây không có trồng được hay sao á. Thôi kệ kệ, tạm thời bắt heo các bạn ơi, tạm thời cứ bắt heo các bạn rồi tính tiếp. Ít nhất là mình cũng có cái chuồng heo các bạn ơi, chứ có chuồng cừu, chuồng bò, chuồng gà rồi mà không có chuồng heo các bạn thì hơi buồn. Mình sẽ gọi đây là cô sáu heo và chú bảy heo. Cô sáu heo và chú bảy heo các bạn ơi, đây là cô sáu và chú bảy. Ơi cô sáu ơi, nhìn hãy nhìn theo con là cô sáu, hãy nhìn cái miếng khoai tây béo bở nè cô sáu ơi. Đó, cô sáu và chú bảy nha, nhớ đi theo con nha, đừng đi xa bờ nha, đi xa bờ là bị lạc đoạt không đáng chịu đó. Cô sáu chú bảy đi theo con lẹ lên, rồi chúng ta sẽ hả vô cho hai cô chú một cái nơi ở gọi là hưởng tuần trăng mật luôn, yêu nhau luôn, thấm thiết luôn nha. Rồi hôn nhau cái kiểu luôn. Đây, gần tới nhà của con rồi, gần tới nhà của con rồi, con sẽ cho hai cô chú hai một cái nơi ở cực kỳ dễ thương luôn. Con heo kia, chú heo, cô sáu heo, cô sáu heo này cứ như bị lãng tai bạn ơi. Cô sáu heo này bị lãng tai bạn. Nó không nghe lời, kệ đi, không sao. Đây nào, tiếp tục nào, hãy tiếp tục đây nào. Đây, cô chú, thấy không, cô sáu heo, chú bảy heo, thấy không. Ở đây rất có rất nhiều thứ hay ho luôn nha. Có nguyên một cái chạy lúa nè, rồi hả chạy bò, rồi chạy gà nè. Rồi. Lại đây nào. Rồi, ok. Rồi, ở đó đỡ xíu nha. Bây giờ để con đi mở cái rương đồ ra đã. Con quỷ mèo này, đứng lên coi. Cô sao heo, đừng làm như thế. Tắm đi cho mát. Ồ Ripper các bạn ơi, từ từ để mình giết Ripper các bạn, để ông tôi nó phá cái ngôi làng của mình đó các bạn ơi, trước là nên tiêu diệt nó trước, đúng không các bạn ơi, phòng ngừa bệnh còn hơn trị bệnh các bạn. Bây giờ con mấy mèo Neko này đi ra coi, đừng có đứng cái đường của bọn của anh nữa. Để anh mở ra xem có cái này đâu nè. Đây rồi, có này các bạn ơi, có cái này rồi. Rồi ngồi tiếp đi. Bây giờ từ từ để mình kiếm thêm gỗ, mình sẽ làm một cái chuồng heo siêu tốc độ các bạn ơi. Lẽ nào chúng tôi hả cô sáu heo chú bảy heo bỏ chạy à, thua luôn á. Đây rồi, cô sáu heo chú bảy heo đừng có bỏ chạy nha, bỏ chạy là con buồn lắm á. Đừng bỏ chạy, đừng bao giờ bỏ chạy hả, bỏ chạy là con buồn. Rồi, đây. Mình sẽ cho cái chuồng heo cầm kế bên chuồng cụ bạn ơi. Chuồng heo nó sẽ nằm ở đây đi. Ok bạn ơi, chuồng heo sẽ nằm ở đây các bạn. Heo sẽ nằm ở đây đi. Chuồng heo sẽ nằm ở đây, nó sẽ nằm ở vị trí gọi là gần cái chuồng gần cái chuồng cụ. Bởi vì hiện tại là mình chưa có
cho mấy con heo này ăn nhiều được các bạn ơi, cho nên là mình sẽ tạm thời như này thôi. Rồi 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 rồi. Cô sáu heo ơi, chú bảy heo ơi. Ôi! Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Con ngựa đâu rồi? Con heo đâu rồi? Ôi, con heo kia đâu rồi? Sốt sốt con heo ơi. Alo. Cô sáu heo ơi. Cô sáu heo đừng bỏ mà đi chứ, cô sáu heo. Ôi. Chú bảy heo ơi, chú bảy heo, đừng. Đừng, chú bảy heo đừng nha, từ từ từ. Rồi để từ các bạn ơi, để mình bắt chú bảy heo trước các bạn. Ừ. Chú bảy heo ở đây với con nè, chú bảy heo. Chú bảy heo ở đây với con nè, đây. Bắt chú bảy heo trước đã rồi tính gì tính. Rồi. Cho chú bảy heo vô chuồng trước đã. Rồi nha, đây. Vô chuồng nha chú bảy heo, vô chuồng nha. Rồi, ẩm chổng đi. Bây giờ mình tìm lại cô sáu heo đã. Cô sáu heo nãy mình vừa thấy bây giờ đâu mất tiêu rồi. Cô sáu heo này thiệt sự luôn á. Ham chơi rồi quên đi, quên ăn quên uống các bạn ơi, khổ ghê luôn á. Cô sáu heo. Cô sáu heo đâu rồi? No, cô sáu heo ơi, đừng bỏ chú bảy heo chứ. Ơi, bắt cô mấy con heo không. À đây rồi. Cô sáu heo đây rồi. Trời đất ơi. Cô sáu heo rong chơi các bạn ơi. Cô sáu heo ham chơi rong chơi các bạn rồi. Lại nào, cô sáu heo rong chơi làm chi? Đừng có rong chơi mà cô sáu heo đừng có rong chơi nha. Lại nào, ôi, cô sáu heo ơi, đây, rồi, hai cô chú nhẩm vui nha. Ok bạn ơi, thành công rồi, vậy là cuối cùng đó các bạn ơi. Mình đã thành công trong việc gọi là hả, có được chuồng bò, chuồng gà, chuồng cừu và chuồng heo các bạn, quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ làm gì? Đi ngủ cho các bạn ơi, đúng rồi đó. Và sáng mai dậy các bạn, mình sẽ thành công luôn trong việc gọi là mình có được chuồng heo luôn các bạn ơi. Quá đã luôn, mình đủ chuồng rồi các bạn ơi. Đây các bạn coi nè, đầu tiên nha là chuồng chó sói, chuồng mèo, chuồng bò, chuồng gà, chuồng cừu và chuồng heo các bạn ơi. Mình đã có đầy đủ hơn các bạn ơi, quá đã luôn. Và ok các bạn, thì bây giờ mình nghĩ phải tạm thời dừng lại clip này ở đây các bạn ơi. Thì ok, nếu như thấy clip này cho mình một like các bạn ơi. Nếu bạn chưa hề đăng ký cho mình luôn nha, cho mình luôn cả đăng ký. Bây giờ hẹn lại các bạn ơi, bye bye. Yeah, yes to.